Heyo, xin chào tất cả các bạn, mình là Vinh Nguyễn đến từ Team Làm. Và đây là channel YouTube của mình. Và ở channel này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhảy breaking từ cơ bản cho đến nâng cao. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ok, đến với bài học thứ nhất, mình sẽ hướng dẫn các bạn bước cơ bản đầu tiên của Top Rock, đó là bước 2 step. Và bước này được thực hiện như sau. Đầu tiên mình ở vị trí cơ bản và mình sẽ bước chân phải ra vào nhịp 1. Đồng thời sau đó mình sẽ bước chân trái vào nhịp 2. Ok, tiếp tục sau đó mình sẽ bước chân trái vào nhịp 3 và chân phải vào nhịp 4. Ok, đây là bước cơ bản, mình thử lại nhé. Alright, bắt đầu thôi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, và đó là bước 2 step. Rồi, và để có thể upgrade cái bước này lên một cách nó hay hơn thì các bạn có thể thêm một động tác tay vào, thể lắc như lấy người, sử dụng cái đầu của mình. Rồi bây giờ chúng ta thử thêm những cái đó vào nhé. Ok, bắt đầu thôi. 5, 6, 7, 8, thêm tay nè. 1, 2, 3, 4, đầu. 5, 6, 7, 8. Ok, đó là bước 2 step khi kết hợp với những động tác tay, đầu và thân mình. Rồi, bây giờ chúng ta hãy thử bắt đầu với âm nhạc nào. Chúng ta hãy bắt đầu với nhạc chậm trước nhé. Alright, let's go. Ok, và đó là nhạc chậm ha. Bây giờ mình sẽ tiếp theo với nhạc thung bass để nhanh hơn chút xíu nhé. Ok, music, thung bass music. Moi je suis un boom bap maker, zoom sur la trap maker. Oh, pas que je leur foute des pouces ou face des cœurs. N'est que ce même goût pour le rap shaker. Tout sur le rap shaker. Ok, và đó là boom bap. Và chúng ta hãy đến với break beat. Và như vậy chúng ta đã thử bước 2 step này với các loại nhạc ha, từ chậm cho đến nhanh. Mình hy vọng là các bạn có thể luyện tập bước này thật là thành thục. Và động tác 2 step ở đây là kết thúc ha. Rồi, và nếu các bạn thấy cái video clip hướng dẫn này hay và thú vị thì hãy share cho bạn bè của mình. Đồng thời hãy bấm nút like và subscribe cho channel của mình để nhận được những bài hướng dẫn nhảy breaking vào tối 6 hàng tuần nhé. Ok, Vinh Nguyễn, peace out.